Có gì bên trong giếng nước lớn nhất Việt Nam, nghìn năm không cạn? Ở Bái Đính, Ninh Bình có một giếng nước lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Đó là giếng Ngọc. Ninh Bình từ lâu luôn là điểm tham quan nước tiếng xa gần bởi cảnh quan kỳ thú, tuyệt đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ở Bái Đính, Ninh Bình có một giếng nước lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Đó là giếng Ngọc. Cụ thể là vào tháng 12 năm 2007, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã cấp bằng xác nhận kỷ lục ngôi chùa có giếng lớn nhất Việt Nam, giếng Ngọc, chùa Bái Đính. Giếng Ngọc nằm dưới chân núi chùa Bái Đính cổ, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Xung quanh giếng Ngọc được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và những tán cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên vừa thơ mộng vừa kỳ vĩ. Theo sử cũ ghi lại, giếng có cách đây khoảng 1.000 năm. Xưa kia, không ai biết đến cái giếng này. Thiền sư Nguyễn Minh Không, người sáng lập chùa Bái Đính, được thần linh báo mộng có nguồn nước quý dưới chân núi gần chùa. Sau đó, ngài đã lấy nước giếng để sắc thuốc chữa bệnh cho dân. Ngày nay, khi chùa Bái Đính cổ và mới được tôn tạo và xây dựng, giếng Ngọc cũng được cho tu sửa lại. Hiện giếng có hình mặt nguyệt, đường kính rộng gần 30 m, độ sâu khoảng 6 m. Xung quanh miệng giếng được xây bằng đá núi đính. Khuôn viên quanh giếng được xây dựng hình vuông với diện tích lên đến 6.000 m², 4 góc là 4 lầu bát giác tạo nên vẻ vừa cổ kính vừa trang nghiêm. Nguồn nước giếng Ngọc có màu xanh mát và trong lành, lại không bao giờ cạn nên hay dùng để sắc thuốc, sinh hoạt. Tính đến nay, người dân Ninh Bình vẫn luôn lưu ý bảo quản giếng Ngọc trong điều kiện tốt nhất để lưu giữ di tích này lâu dài. Giếng Ngọc còn được biết đến với cái tên giếng thần hay mắt rồng. Những cái tên này cũng gắn liền với nhiều giai thoại độc đáo ở nơi đây. Dù đã tồn tại cả ngàn năm nhưng tương truyền là đến nay, giếng không bao giờ cạn nước ngay cả trong mùa khô hạn, dù trước đây chỉ là một giếng đất nhỏ sau này được mở rộng ra. Nhiều người dân địa phương tin rằng, giếng có nguồn nước ngầm dồi dào được kết nối với một dòng sông bí ẩn dưới lòng đất. Trong quá trình xây dựng chùa Bái Đính mới, ngôi chùa với nhiều kỷ lục châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam, hàng trăm công nhân, kỹ sư, người lao động đều dùng nước giếng để sinh hoạt, nấu ăn, tắm giặt, trộn bê tông, nhưng cứ dùng đến đâu nước giếng lại đầy lên đến đó, không bao giờ cạn nước. Vào mùa lễ hội, chùa Bái Đính đầu năm âm lịch, hàng nghìn người đổ về đây chiêm bái, tham quan lễ chùa đã đến giếng Ngọc xin nước về sử dụng để cầu bình an và may mắn.